Kính thưa quý vị, tôi muốn chia sẻ với quý vị dựa theo lời của Chúa về một lĩnh vực mà trong chúng ta ai cũng phải gặp hàng ngày, là nói về sự lo lắng. Ngày xưa, chắc cũng phải đến 40-50 năm trước, có một quyển sách hay mà soạn giả dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã dịch ra với tựa đề là Quẳng gánh lo đi và vui sống. Nếu quý vị muốn đọc thì bây giờ tôi đã thấy trên Internet họ có nguyên một cái quyển sách này để quý vị tải xuống máy của mình mà đọc dần. Thì tôi cũng đã đọc qua và cũng nhận thấy nhiều nguyên tắc hay lắm. Và tôi so sánh với lời Chúa, và tôi thấy lời Chúa còn hay hơn nữa. Và tôi sẽ đưa cho quý vị một số ví dụ trong khi trình bày. Nhưng mà trước hết xin quý vị cùng nghe tôi lắng đọc lời Chúa trong sách Matthew, anh em công giáo gọi là sách Matthew. Đoạn 6, từ câu 25 cho đến hết đoạn. Đây là một phần của một bài giảng, gọi là bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Và Chúa nói cái phần cuối như thế này: Vì vậy ta phán với các con, đừng vì mạng sống, hay là cuộc đời, hay là sinh mạng, mà lo phải ăn gì, uống gì. Đừng vì cái thân xác này mà lo phải mặc gì. Cuộc đời, mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao? Thân xác này không quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Còn về quần áo, sao các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta bảo các con, dù vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc đẹp như một trong các bông hoa này. Vậy, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, huống chi là các con. Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì tất cả những điều này, các dân ngoại hay là những người không có niềm tin vẫn tìm kiếm, và cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Và đây là câu then chốt. Nếu quý vị chưa biết thì nên học thuộc câu này. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Tôi biết quý vị có từng thấy có những người mà có một cái thói quen tệ hại là lúc nào cũng lo. Thành ra tục ngữ chúng ta có câu lo bò trắng răng. Răng con bò nó trắng sẵn mà cũng phải lo. Và nhiều khi nó thành một cái thói quen mà hình như không lo để không chịu được. Có một cái chuyện vui kể là trong cái khu chung cư đó, một ông thì ở dưới nhà bị bệnh đau tim. Bất cứ một tiếng động mạnh nào là ông thoát người lên. Và ngay trên đầu ông, trên căn hộ trên lầu, thì có một ông khác đi làm chuyên về khuya. Mà về khuya rồi khi ông cởi giày, chắc là ông mệt hay cái thói quen, ông quăng giày cái đùng. Mỗi lần quăng giày cái đùng như thế thì cái ông dưới nhà giật thoát lên. Và cuối cùng hết chịu nổi, cái ông ở dưới nhà mới lên gõ cửa ông ở trên lầu và than phiền. Thì ông trên lầu cũng thông cảm và hứa thôi lần sau, tôi cởi giày không quăng thế nữa. Đến đêm hôm sau ông kia về thì quên, thành ra quẳng cái chiếc nhất cái đùng. Thế rồi ông chợt nhớ ra cái lời hứa với ông dưới nhà, thì ông mới nhẹ nhẹ để chiếc thứ hai xuống. 5 phút sau, cái ông ở dưới nhà chạy lên đập cửa bảo: Ông ơi, ông là muốn quăng chiếc thứ hai, tôi đang hồi hộp tôi chờ ông quăng đây này. Thì cái câu chuyện vui chỉ muốn đưa đến cái điểm là có những người vì cái thói quen lo lắng này, không lo thì không chịu được, nó là một phần của đời sống của họ. Thế thì như vậy chúng ta thấy rằng cái hành động lo lắng hay không nó đến từ cái thái độ, quan niệm sống của chúng ta. Thì câu đầu tiên, Chúa nhắc thế này: đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì. Đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao? Thân thể không quý trọng hơn quần áo sao? Thế thì nếu mà chúng ta nghĩ rộng hơn nữa là nói về cuộc đời. Mà trong cuộc đời nói đến mối liên hệ, thì chúng ta có thể diễn dịch rộng hơn đó, cái mối liên hệ
nó quan trọng hơn những cuộc tranh cãi vì tự ái. Và có lắm lúc chúng ta ngồi tranh cãi, thắng vì lý mà mất cái tình, mà lắm khi còn như kết quả tai hại. Tôi có một người rất quen, bà cụ lớn tuổi, và cũng chỉ vì bực mình với một đứa con thôi mà bà cụ lên cơn đau tim và chết ngay lập tức, ngã xuống chết trong lúc đi bộ ra khỏi nhà. Và cái anh chàng con nó ân hận suốt đời. Cho đến có những lúc mà tôi thấy người trong gia đình mà cãi nhau á, thì tôi chờ họ cãi xong mà nhẹ nhàng nhắc họ cái điều đó. Có ích lợi gì không mà phải thắng một cuộc tranh cãi vì cái chuyện nhiều khi nó không đáng. Vì thế đó, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng cái đời sống của chúng ta nó có nhiều cái giá trị trong cái mối liên hệ với nhau. Cái câu 27 thì Chúa nói rằng là hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc chăng? Thì khi tôi đọc cái chương 2 của cái quyển sách mà Quảng Lánh Lo Đi và Vui Sống đó, thì có kể chuyện một cái anh chàng đó bị bệnh coi như là thập tử nhất sinh. Và bác sĩ thì nói rằng là thôi ông đi về làm di chúc đi. Thì anh ta buồn lắm. Và cái bệnh của anh như vậy là coi như phải bắt buộc anh phải bỏ cái địa vị cao sang và đầy hứa hẹn cho tương lai. Anh không còn việc gì làm nữa, chỉ còn chờ cái chết nó đến từ từ thôi. Thế bỗng anh nảy ra quyết định, một quyết định lạ lùng lắm. Anh nói, thôi chẳng còn sống bao lâu nữa thì tận hưởng thú đời đi. Từ trước tới nay ta vẫn ao ước du lịch thế giới trước khi chết. Thế là anh mới nói, anh mới tính thế này. Anh nói anh đi mua giấy, đi tàu thủy. Thì các bác sĩ ngạc nhiên vô cùng. Họ bảo anh ta, này cho ông hay á, ông mà du lịch như thế có không chừng người ta phải quẳng xác ông xuống biển ấy. Anh đáp, không đâu, thân nhân tôi đã hứa chôn tôi trong miếng đất ở nhà riêng đằng sau sân nhà, cho nên tôi sẽ sắp xếp mua một cái quan tài mang theo. Anh ta mua quan tài, chở xuống tàu, thương lượng với công ty để khi chết xác được giữ trong phòng lạnh cho đến lúc tàu về đến bến. Rồi anh đi du lịch với tinh thần của một người thoải mái, tận hưởng mọi thú vui đời sống. Thế rồi cuối cùng đó thì anh quên là anh có bệnh. Rồi đến khi anh đến những vùng như Trung Quốc và Ấn Độ chẳng hạn, thì anh quan sát cái đời sống những người đó thì anh thấy cái cuộc sống của anh bây giờ đúng là thiên đàng. Thì tại sao cứ phải lo nghĩ trong khi những người bao nhiêu người nghèo nàn đói rét. Rồi đến khi anh nghĩ được vậy, không lo lắng nữa, thấy khỏe khoắn trong người. Về Mỹ thì anh thêm nặng thêm cân 4-5 kg. Rồi hết bệnh. Thế rồi câu chuyện đó là tôi vội vàng bán quan tài cho một nhà chuyên lo đám táng và trở lại làm ăn. Từ đó chưa hề đau thêm ngày nào nữa. Cái câu chuyện cuộc đời này thì tôi nghĩ ít nhiều nó có minh họa cho câu 27 này. Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Rồi Chúa so sánh cuộc đời con người với cái hoa cỏ, với súc vật. Chúa nói rằng cái loài chim trời không gieo gặt, không phải làm gì cả, mà cha các ngươi trên trời còn lo cho nó. Và chỗ khác Chúa còn nói rằng hai con chim sẻ không đáng giá bao nhiêu, mà nếu cha các ngươi trên trời các ngươi không muốn thì không con nào rớt xuống đất. Thành ra có một bài hát thánh ca rất là hay là chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào. Thì cuộc đời tôi không lẽ Chúa bỏ hay sao? Rồi Chúa ví với cái loài hoa huệ ngoài đồng, không kéo chỉ, không dệt tơ, mà Đức Chúa Trời mặc áo cho nó sang trọng hơn một vị vua rất là nổi tiếng và giàu có sang trọng là vua Salomon. Chúa hỏi rằng như vậy, con người chúng ta mà đáng quý trọng hơn cây cỏ súc vật, không lẽ Chúa không lo cho chúng ta? Và con người chúng ta là cái sinh vật thượng đẳng, là cái tạo vật thượng đẳng, có đặc biệt khác biệt với cây cỏ súc vật ở chỗ là có khả năng tâm linh để liên hệ với đấng tạo hóa. Và đặc biệt nữa đó, có một câu mà Chúa nói, câu 34 đó, vậy chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai, sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Thì mới lạ một điều là tôi đọc trong cái chương 1 đó, thì tác giả Dale Carnegie, ông lại đưa ra câu chuyện thế này. Hồi xưa có một triết gia túi không có một xu, thơ thẩn trong một miền núi đá mà dân cư sống rất vất vả. Một hôm nhân thấy một đám đông quây quẩn chung quanh mình trên một ngọn đồi, ông bèn đọc một diễn văn mà nhân loại đã trích lục nhiều hơn hết từ trước tới giờ. Trong diễn văn có câu này được lưu truyền muôn thuở: đừng lo tới ngày mai, vì ngày mai ta phải lo cái công việc của ngày mai.
ta chỉ lo tới hôm nay thôi cũng đủ khổ. Rất tiếc ông không xưng danh ra đó là Chúa Giêsu. Những cái lời đó quý giá lắm, mà chúng ta phải hiểu cho đúng để mà áp dụng. Cùng cái câu hỏi mà ăn gì, uống gì đó, thời đại nào người ta cũng hỏi, nó chỉ khác cái khung cảnh thôi, khác cái hoàn cảnh sống thôi. Cái đám dân đông nghèo khổ xung quanh Chúa Giêsu bây giờ thì đúng là họ biết ngày mai có gì ăn không, có quần áo đầy đủ để mặc không, họ nghèo khổ lắm. Nhưng mà ngày hôm nay nếu quý vị sống trong những xã hội như Hoa Kỳ, như Âu Châu đầy đủ dư thừa, thì cũng có một câu hỏi, mình ăn gì cho nó ngon mà không lên ký, mình mặc gì nó đẹp hợp thời trang mà nó rẻ, cũng có một câu hỏi đó thôi. Và nó đi hơn nữa là cái tham vọng cá nhân của tôi là phải làm gì cho thành công, cho giàu có, cho nổi tiếng. Thế thì ở chỗ này tôi mới nhận ra được có một đầy tớ Chúa đưa ra ba cái mức độ trong đời sống, tất cả trong tiếng Anh bằng chữ S. Mức độ thứ nhất đó, ông gọi là cái survivor mode, tức là cái mức độ sống còn thôi. Cái mức độ của những người mà nếu mà trong 2 tuần mà không có tiền lương là coi như là phá sản. Cái mức độ của những người đi làm miễn cưỡng, mà trong tiếng Anh cứ hay nói câu là thank God it's Friday, là vì cảm ơn Chúa là đến thứ sáu là được nghỉ rồi, đi làm nó chán quá. Rồi đến nỗi mà cái câu đó nổi tiếng là một con loạt tiệm ăn cái thương hiệu gọi là TGIF, tức là Thank God It's Friday, sống qua ngày cho nó xong thôi. Cái mức độ cao hơn ông gọi là success level, là mức độ thành công. Đó là những người có bằng cấp, học hành đến nơi đến chốn, nhà cao cửa rộng. Nhưng mà đó, tới cái mức đó thôi đó cũng chưa quan trọng. Bởi vì có những người thành công, nhà cao cửa rộng mà trong đời sống vẫn thấy có cái gì trống trải. Và những cái câu chuyện và những nguyên tắc mà trong cái quyển Quảng Gánh Lo Đi và Vui Sống đó, thì nó chỉ tới mức đó thôi, chứ không tới mức cao hơn được. Chẳng hạn như là có một câu chuyện mà tôi muốn thuật cho quý vị nghe, là có một người đó tên là ông Willis Carrier. Ông này ông kể chuyện là hồi còn trẻ, tôi giúp việc cho công ty luyện kim Buffalo ở New York. Người ta giao cho tôi sáng tạo một máy lọc hơi dùng trong một nhà máy lớn. Công việc đó tốn hàng vạn Mỹ Kim, có mục đích lọc hơi trong lò hết chất dơ, rồi dùng hơi đó để đốt thay than mà không hại cho máy. Phương pháp lọc hơi hồi đó còn mới mẻ, từ trước mới thí nghiệm một lần và trong điều kiện không thuận tiện lắm. Khi tôi bắt tay vào việc thì những trở lực bất ngờ hiện ra. Cái máy tôi tạo ra chạy cũng được, nhưng không hoàn mỹ đúng với lời tôi cam kết. Khi sự thất bại ấy đã hiển nhiên, tôi choáng váng gần như có kẻ nào đạp mạnh vào đầu tôi. Bao tử và ruột tôi quặn lại. Tôi lo lắng đến nỗi mất ngủ trong một thời gian dài. Sau cùng lương tri nhắc tôi rằng lo lắng như vậy vô ích, và tôi kiếm ra một phương pháp để giải quyết cái sự ưu tư đó. Phương pháp ấy đem cho tôi một kết quả thần diệu mà trên 30 năm nay tôi đã dùng để diệt sự lo lắng. Nó giản dị vô cùng và ai áp dụng được, có 3 giai đoạn. Nếu mà quý vị có giấy bút, tôi nói chậm để quý vị ghi xuống này. Giai đoạn thứ nhất, tôi can đảm phân tích tình thế một cách ngay thẳng và tự hỏi nếu thất bại thì kết quả tai hại nhất sẽ ra sao. Không ai bỏ tù hoặc bắn tôi mà sợ. Điều đó thì chắc chắn, có lẽ tôi sẽ mất việc và cũng lẽ hãng sẽ gỡ bỏ bộ máy của tôi. Và như vậy, vốn 2 vạn Mỹ Kim mà công ty bỏ vào việc đó tan ra khói. Thế thì đơn giản thôi, đối với tôi chỉ có một câu là so what? Có chết không? Nhất là tôi thấy có nhiều người hay gọi là rượt đuổi máy bay với lại xe đò, xe buýt đó. Sợ trễ không à? Tôi đã có những lúc làm như vậy và tối cuối cùng tôi bảo trễ cái chuyến này thì có chết không? Hay là mình có thể chờ chuyến khác mà mình giải quyết, có nhiều cách khác để giải quyết. Đó là giai đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, sau khi đã nghĩ tới những kết quả tai hại nhất có thể xả ra được, tôi nhất quyết đành lòng chấp nhận nó nếu cần. Tôi tự nhủ, sự thất bại đó là một vố đập vào danh tiếng của ta và có thể làm cho ta mất việc. Nhưng dầu việc này mất, ta vẫn có thể kiếm được việc khác, thì đâu có gì tai hại cho lắm. Còn về phần các ông chủ tôi thì họ nhảy thấy công ty chỉ là đường thí nghiệm, một phương pháp mới để tẩy hơi. Thí nghiệm ấy làm tốn cho họ 20.000 Mỹ Kim, nhưng họ có thể chịu đựng được sự lỗ lãi đó. Họ sẽ tính vào quỹ nghiên cứu vì đã nói đây chỉ là một cuộc thí nghiệm. Sau khi xét những kết quả tai hại nhất có thể xảy ra, đành lòng nhận nó nếu cần, tôi cảm thấy một điều kỳ quan trọng.
tức là tinh thần tôi lại thảnh thơi bình tĩnh như xưa. Và đến giai đoạn thứ ba là tôi bình tĩnh dùng hết thì giờ nghị lực kiếm cách giảm bớt cái hại kết quả mà tôi cam lòng chịu nhận. Tôi ráng tìm cách cho bớt lỗ. Và đến khi có cái chuyện như thế rồi thì cuối cùng đó, mọi việc xảy ra một cách tốt đẹp. Thế thì những người nào mà có cái quyết tâm mà suy nghĩ được vậy thì họ đến cái bước gọi là thành công trong đời sống. Nhưng mà đó vẫn chưa phải là cái điều mà con cái Chúa nên làm mà ngừng ở đó. Cái mức độ thứ ba mà ông mục sư Rick Warren đề cập tới đó là significant. Tức level hay là significant một, tức là một cái đời sống mà nó có ý nghĩa. Và đó chính là cái câu 33 mà Chúa đề cập tới. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Vương quốc Đức Chúa Trời, tức là nước của Đức Chúa Trời, chính ở trong lòng chúng ta. Những sự công chính của Chúa là những điều luật của Chúa để chúng ta thực hành mà được thỏa lòng, an lòng cho mọi nghịch cảnh và một đời sống có mục đích rõ ràng. Mà khi làm được đúng như vậy thì cái câu mà được Ngài ban cho mọi điều ấy nữa có nghĩa là một cái thái độ sống đúng đắn. Một cái thái độ lạc quan, tích cực để mà giải quyết mọi việc trong đời sống. Chứ không nhất thiết là phải được thành công, nhà cao, cửa rộng. Và nhất là khi thấy cái mục đích đẹp đẽ mà Chúa đặt để trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta rất an lòng. Chúng ta không còn sợ sệt, lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Và nhân tiện, khi Chúa bảo đừng lo lắng có nghĩa là mình không lập kế hoạch, không suy nghĩ. Suy nghĩ chứ, cần phải chuẩn bị chứ. Kinh Thánh có nói là hãy đến xem loài kiến, loài ong dự trữ thức ăn cho mùa đông. Thành ra khi nói không lo lắng đây không nghĩa là chúng ta lười biếng ngồi đó không làm gì cả. Nhưng cái điều quan trọng là vẫn liên tục tìm kiếm những điều tốt đẹp trong nước của Chúa và thực hành trong đời sống. Thì chúng ta giải quyết tận gốc rễ, đúng nghĩa là quẳng gánh lo đi và vui sống. Ở một mức độ mà tôi cho rằng Kinh Thánh nâng tầm mức đó lên cao hơn là những sách vở của con người giải quyết. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời chúc phước giúp cho quý vị thực hành được cái câu trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 và suy nghĩ để áp dụng đúng đắn, để sống vui, sống mạnh, sống đắc thắng ở trong niềm tin cậy vào Chúa cứu thế của chúng ta. Xin kính chào quý vị.